Dạ vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Thì như anh em có thể thấy ở trên bàn của mình đây, đó chính là bộ PC mà mình lắp livestream ngày hôm trước với cả anh Đạt. Và cái bộ PC này thì có những cấu hình như nào? Đó chính là cam hình này, GX6800XT này, CPU Ryzen 5 5600X này và mainboard, đó chính là mainboard Asus ProArt B550 Creator. Vậy thì liệu rằng cái bộ PC này nằm ở đây để làm gì? Đó, mình hứa rằng cái hôm đó đó chính là mình sẽ so sánh xem là Windows 10 và Windows 11 nó sẽ như thế nào với bộ PC AMD này. Và mình có ở đây đó chính là hai cái SSD này thì nó tương tự như nhau, có độ lớn như nhau, trong này sẽ có những game như nhau và các driver phiên bản như nhau, nhưng một điểm khác biệt của nó đó chính là một bên sẽ là Windows 11 và một bên sẽ là Windows 10. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu xem là với cái nền tảng AMD này thì liệu rằng Windows 11 nó có chậm, thực sự là chậm hay không, và nó chậm thì nó chậm hơn bao nhiêu. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Bây giờ mình sẽ test thử một vài tựa game và một vài phần mềm cho anh em xem là sự khác biệt giữa Windows 10 và Windows 11 nó như thế nào nhé. Với những tựa game thì chúng ta sẽ có một vài tựa game có mức FPS cao hơn, một vài tựa game thì bị giảm tụt về FPS. Ví dụ như là Assassin's Creed này, ở trên Windows 10 thì sẽ đạt là 66 FPS, Windows 11 là 68 FPS này. Với tức là một sự tăng trưởng với 3% đối với Windows 11. Trên Horizon Zero Dawn thì FPS của Windows 11 là 128, còn một Windows 10 là 124, một sự tăng khoảng 4 FPS, không quá nhiều nhưng vẫn là một chiến thắng với Windows 11. Còn với Tomb Raider thì Windows 11 đạt được là 128 FPS, còn Windows 10 là 117 FPS, tức là đây là một sự tăng trưởng khoảng tầm gần 10%. Nhưng mà sẽ còn có những tựa game khác nó sẽ bị tụt giảm về FPS, ví dụ như Borderlands 3 thì trên Windows 11 chỉ đạt được là 78 FPS thôi, mà trong Windows 10 thì lại được là 90 FPS, sự tụt giảm đến tận 13% lận. Với CSGO thì Windows 11 sẽ là 278 FPS, còn Windows 10 là 304. Và Gears 5 thì là Windows 11 là 105, còn Windows 10 là 120 FPS. Vậy là sẽ có những tựa game nó sẽ tăng FPS và sẽ có những tựa game giảm FPS. Thế là mình sẽ test thử xem là vậy thì liệu FPS minimum thì sao? Nó sẽ ảnh hưởng bởi CPU. Và kết quả rất là hấp dẫn nhé. Trên Windows 11 khi mà mình test FPS minimum thì tất cả các tựa game, đa số tất cả các tựa game đều nhận được một sự tụt giảm rất là cao. Đầu tiên chúng ta sẽ có Assassin's Creed. Assassin's Creed thì trên Windows 11 FPS minimum là 16, còn Windows 10 thì là 28. Tức là FPS minimum ở trên Windows 11 là giảm tận là 42% lận cơ. Trên Borderlands thì mức FPS thấp nhất lại tương tự nhau. Trên Windows 11 là 51, còn Windows 10 là 50. Với CSGO thì sẽ bị giảm mất 10%, là với Windows 10 thì là 185, còn Windows 11 là 168. Gears 5 thì mức FPS minimum ở trên Windows 11 là 83, còn trên Windows 10 là 97. Và Horizon Zero Dawn, dạ vâng, mình tưởng chừng như là nếu mà FPS trung bình cao hơn thì mức FPS minimum sẽ cao hơn, nhưng mà điều đó lại không hề đúng một chút nào. Trên Horizon Zero Dawn thì FPS minimum ở Windows 11 là 2, chỉ 2 mà thôi, còn Windows 10 là 31 lận, tức là một sự thực giảm đến 93%. Còn với Tomb Raider, FPS minimum ở trên Windows 11 là 88, còn Windows 10 là 104, một sự thực giảm khoảng tầm 15%. Chúng ta có thể thấy được rằng là ok, vậy thì có vẻ dường như là Windows 11 đã có một điều gì đó gây ảnh hưởng tới CPU AMD, dẫn tới một sự thụt giảm, một sự gọi là giật lag ở FPS minimum khoảng tầm gọi là trung bình tầm 25%. Bây giờ ta hãy cùng thử xem với một vài gọi là công việc làm việc thì nó sẽ bị ảnh hưởng như nào nhá. Mình sẽ để là 4 phần mềm khác nhau để anh em có thể gọi là đưa dự sử dụng kết quả đó và đưa ra kết luận của chính mình. Với Photoshop và Premiere thì mình đã dùng Project Bend. Bên Photoshop thì Windows 11 đạt được là 864 điểm, Windows 10 thì là 928, một sự giảm là 6%. Còn với Windows 11 thì với trên Premiere Pro thì nó lại tăng cơ, mình không biết tại sao. Trên Windows 11 là 623, còn Windows 10 chỉ còn là 452 mà thôi. Đó, tức là với Windows 11 thì Premiere Pro tăng lên là 37%, khoảng tới 37%. Vậy thì có vẻ như là những anh em dùng Premiere nhiều thì chắc là nâng lên à? Mình nghĩ là như vậy. Còn với Blender thì Blender BMW thì Windows 11 sẽ tốn nhiều thời gian hơn nhưng mà không quá là nhiều, là mất 3 phút 59 giây, còn với Windows 10 thì là 3 phút 44 giây. Với Blender Classroom thì Windows 11 sẽ mất là 10 phút 18 giây và Windows 10 là 9 phút 30 giây. Với V-Ray thì V-Ray sẽ có CPU, V-Ray CPU thì sẽ đạt được ở trên Windows 11 là 11.598 K-Sample, còn Windows 10 thì là 12.395. Và với V-Ray GPU thì Windows 11 là 62 MPath, còn Windows 10 là 66. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng là với những cái công việc thì đa số tất cả các phần mềm đều sẽ nhận được một sự thụt giảm
khoảng tầm 6-8% trên Windows 11 và nó sẽ cao hiệu năng hơn một chút trên với Windows 10. Vậy thì cuối cùng tại sao lại có một sự thụt giảm đến như vậy? Yếu tố đầu tiên đó chính là Windows 11 hiện tại đang là một Windows gọi là một hệ điều hành đang nằm trong beta. Thế nên là những cái driver cũ, những cái phần mềm cũ, những cái engine game cũ nó chưa tối ưu một cách 100% đối với Windows 11. Điều này sẽ ảnh hưởng tới hiệu năng làm việc, hiệu năng chơi game của anh em trên cả nền tảng Intel và AMD. Yếu tố thứ hai, cái này thì là ảnh hưởng chỉ mình AMD thôi nhá. Khi mà Microsoft tạo ra Windows 11 thì nó lại không tối ưu cho AMD. Dạ vâng, không tối ưu cho AMD. Dẫn tới việc đó chính là cache L3 của AMD có độ trễ tăng lên tới là 3 lần lận. Đó. Và với Windows 11 ấy thì nó lại không lựa chọn cái nhân tốt nhất của AMD. Dẫn tới việc là nó sẽ sử dụng những cái nhân yếu hơn, nhân không được boost cao hơn và tạo nên cái sự thụt giảm hiệu năng trong cả làm việc và cả chơi game. Với những tựa game nó còn tăng lên tới là 15% giảm hiệu năng cơ. Thế và để có thể khắc phục được điều này thì rất là may mắn Windows và AMD đã ra những cái driver mới hơn, những cái phiên bản BIOS mới hơn. Thế nên là nếu mà muốn nâng lên Windows 11 mà anh em sử dụng AMD ấy, thì mình khuyên rằng là nên nâng BIOS này, nên nâng những cái gọi là AMD Ryzen Master, các thứ kiểu của AMD ấy, để có thể có một trải nghiệm tốt hơn và mượt mà hơn. Và nếu mà sau khi anh em căng những cái đấy thì câu hỏi là có thực sự nên nâng Windows 11 trong thời gian này không, thì mình khuyên là không. Tại vì là như mình đã nói đấy thì Windows 11 vẫn đang ở trong beta, nó sẽ ảnh hưởng vào hiệu năng cả Intel và AMD. Và đã có những trường hợp, ví dụ trong văn phòng của mình đây, có một người cài Windows 11 và sau một thời gian nó tự động boot lên là màn hình xanh luôn và không thể nào lấy lại được data. Cho nên là với những anh em nào mà đang sử dụng những bộ máy để làm việc này, những bộ máy để học tập này và chứa những dữ liệu quan trọng thì mình khuyên rằng là không nên nâng Windows 11. Còn nếu mà anh em nào mà muốn gọi là đứng đầu của công nghệ, đứng đầu của giới công nghệ thì hãy cài Windows 11 vào những bộ máy không quan trọng, những bộ máy gọi là không đáng giá cho lắm và để cho vui mà thôi. Còn đâu thì anh em hãy đợi một thời gian nữa khi nào ra bản chính thức gọi là bản 1.1.0 của Windows 11 ý và nâng cấp lên vào lúc đó. Rồi, nếu mà anh em cảm thấy rằng là ok, cái video này đưa ra được những thông tin chính xác, đưa ra được những thông tin hữu ích để cho anh em có thể đưa ra quyết định chính xác của mình về việc nâng cấp Windows thì anh em hãy bấm like và subscribe. Còn cái bộ máy AMD này thì mình sẽ để ở dưới đường link mô tả nhá. Đây là một bộ máy thực sự rất là tốt trong Windows 10, Windows 11 vẫn dùng được và nó có thể tối ưu được trong mọi tác vụ. Mình sẽ để những cái đường link của những sản phẩm đó ở dưới mô tả. Dạ vâng, thực sự rất cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại một video sau.